Xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Và trong video ngày hôm nay em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ cùng có 6 chiếc. Và những chiếc đồng hồ này là những chiếc đồng hồ rất là giá trị, mang những cái nét đẹp riêng biệt. Và những chiếc đồng hồ này thì có những cái giá rất là hợp lý để tất cả các anh em chơi và cùng sưu tầm. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy nhanh tay đăng ký để mỗi khi em ra video mới thì tất cả các anh em đều xem được những mẫu đồng hồ mới nhất. Em xin điểm qua 6 chiếc đồng hồ này. Thứ nhất là chiếc đồng hồ Maz của Thụy Sĩ. Chiếc đồng hồ thứ hai là một chiếc đồng hồ Sigma đến từ Thụy Sĩ với khung vỏ thép. Chiếc đồng hồ thứ ba là một chiếc đồng hồ Bulova bọc vàng với một cái niềng và một cái chân càng độc. Chiếc đồng hồ thứ tư là một chiếc đồng hồ Hutana, độ mới rất là cao và chân càng rất độc. Chiếc đồng hồ thứ năm là một chiếc đồng hồ Enika với một cái thiết kế rất là cổ điển. Chiếc đồng hồ thứ 6 là chiếc đồng hồ Ventaja với cái nền mặt mỡ gà. Và trước mắt anh em là chiếc đồng hồ mang thương hiệu Magic đến từ Thụy Sĩ. Một trong những cái chiếc đồng hồ rất là độc đáo. Và một chiếc đồng hồ với một cái form dáng thiết kế tròn với bốn chân càng đuôi ếch, nhìn nó phá cách rất là độc đáo. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy lên dây, được sản xuất vào những năm 1960. Và bộ máy này 21 Jewel anh em ạ. Chiếc Magic này thì có một cái khung vỏ bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ chính hãng Thụy Sĩ anh em nha. Và chiếc đồng hồ này độc đáo bởi những cái niềng khía bông là những cái điểm nhấn của chiếc đồng hồ này. Tổng thể giữ nguyên bản và độ mới còn rất là cao anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái đáy thép được chạm khắc những cái thông số kỹ thuật của chiếc đồng hồ này. Và anh em cùng chiêm ngưỡng chiếc Magic này. Cái thương hiệu này cũng rất là nổi tiếng của Thụy Sĩ anh em ạ. Với cái dáng form dáng rất là mỏng, nó khoảng 6 đến 7 ly anh em ạ. Và anh em nào mà chưa có chiếc Magic này trong bộ sưu tập thì hãy nhanh tay sở hữu. Và chiếc đồng hồ này thì được kết hợp với một sợi dây da bò màu xanh rất là vintage anh em ạ. Nó size là size 34mm. Và em quay cận cảnh bộ máy để tất cả các anh em cùng xem. Bộ máy chính hãng của Thụy Sĩ còn rất là mới anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này giá cũng rất là hợp lý thôi anh em ạ. Chơi cũng rất là ok. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Nó rất là ôm tay và mang những cái nét cổ điển vintage rất là cao, với một cái niềng khía bông. Và cái sợi dây da xanh này nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Độ mỏng hoàn hảo. Và anh em nào yêu thích, giá em giao lưu là 4.300.000 đồng. Và một cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ nữa, mang thương hiệu Sima. Và cái thương hiệu này rất là lâu đời và nó cũng rất là ít xuất hiện ở bên nước ngoài. Thì các bác Tây muốn sở hữu được những chiếc đồng hồ này cũng rất là khó, bởi vì giá của nó rất là cao anh em ạ. Chiếc Sima ngày hôm nay em giới thiệu là một chiếc Sima với khung vỏ làm từ thép không gỉ anh em ạ. Trên cái niềng của chiếc Sima này thì được bọc một lớp vàng nhẹ. Và chiếc Sima này thì chạy với bộ máy lên dây, được sản xuất vào những năm 1960 với thiết kế hai kim hoàng gia anh em ạ. Thương hiệu Sima này thì nó cũng khá là lâu đời của Thụy Sĩ. Về phía nền mặt, đó là một cái nền mặt trắng zin, trải tia hiệu ứng bắt sáng rất là tốt anh em ạ, với các cọc số là các cọc số nổi rất là thanh mảnh. Và chiếc đồng hồ này zin 100% anh em nhé, cả dây, khóa và đồng hồ núm zin. Đấy, tổng thể khóa có logo Sima và một cái sợi dây là sợi dây hạt nhỏ, nhìn nó lên tay nhìn nó rất là vintage anh em ạ. Và cái chiếc đồng hồ này dáng cũng rất là mỏng, đáy theo không gì còn mới, duy nguyên bản chưa spa gì cả anh em nhé. Đây là những cái chiếc đồng hồ cổ duy nguyên bản và giá trị sưu tầm rất là cao, giá của nó rất là hợp lý anh em ạ. Núm zin có logo. Tổng thể com nét vào chơi những cái chiếc đồng hồ này phải nói là không biết bao năm nữa nó mới hỏng hóc và nó trầy trụa được anh em ạ. Nó làm từ thép mà anh em. Tổng thể com nét vào nhìn rất là đã. Và chiếc đồng hồ này có size mặt là size 34mm, chuẩn size vintage xưa anh em ạ. Và em xin tiến hành lên tay. Dưới ánh điện nó lấp lánh anh em.
Độ mới còn rất là cao anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này zin 100%, con nét vào rất là tuyệt vời. Và anh em nào yêu thích chiếc đồng hồ này, giá cũng rất là hợp lý thôi. Giá em giao lưu là 3.800.000 đồng. Và một trong những cái thương hiệu nổi tiếng của Thụy Sĩ nữa, đó chính là thương hiệu Bunova. Và những cái thương hiệu này thì cũng rất là nổi tiếng và tất cả các anh em chơi đồng hồ cổ đều biết đến nó. Và hôm nay em gửi đến tất cả các anh em một chiếc Bunova với một cái thiết kế rất là độc đáo, với 4 chân càng độc. Và chiếc đồng hồ này độ mới phải 96-97% anh em ạ. Nó chạy với bộ máy tự động được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ được bọc vàng và đáy được làm từ thép không gỉ. Về phía nền mặt là một cái nền mặt trắng zin, độ mới còn rất là cao và gần như là chưa có một cái nét thời gian gì cả. Với bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà, các cọc số là các cọc số nổi và một cái thiết kế đơn giản tinh tế nhưng không kém phần nhìn nó rất là độc đáo. Bốn chân càng của nó nhìn nó là bốn chân càng dài và nó phá cách, nhìn nó rất là cổ điển, đúng zin. Tổng thể zin 100% anh em nhé. Sợi dây là một cái sợi dây da đen tây. Đấy, nước thép mà của đáy còn mới kính cong và gần như là không có một cái nét thời gian nào cả anh em ạ. Đây là một trong những cái chiếc Bunova giá trị siêu tầm, cũng như là một trong những cái phiên bản rất là độc đáo. Size mặt của chiếc đồng hồ này là size 35.5mm. Nên tay nó phải tầm độ khoảng 34 đến 35, bởi vì bốn chân càng của nó là bốn chân càng dài anh em ạ. Nó được kết hợp với một sợi dây da tây đi kèm đồng hồ từ bên nước ngoài về, rất là đẹp anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này thì có một cái bộ máy tự động còn mới kính cong anh em ạ, nhìn rất là đã và giá của nó rất là hợp lý cho anh em nào chơi sưu tầm. Nhìn bộ máy là đã biết rồi, nó chạy hoạt động rất là chuẩn xác và nó rất là mới anh em nhé. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem chiếc đồng hồ Bunova này, một trong những cái kiệt tác của thời gian anh em ạ, lưu giữ những cái nét hoài cổ riêng biệt. Và gần như là kiếm được những cái chiếc đồng hồ này trên thị trường rất là khó anh em nhé. Và giá của nó rất là hợp lý để tất cả các anh em chơi. Và anh em nào yêu thích, giá em giao lưu là 5.500.000 đồng. Trước mắt anh em là một trong những cái phiên bản đồng hồ Thụy Sĩ rất là nổi tiếng mang thương hiệu Huotana. Ở bên nước ngoài, các bác Tây săn đón sở hữu rất là nhiều cái thương hiệu này anh em ạ. Và hôm nay em gửi đến một chiếc Huotana bọc vàng, đáy được làm từ thép không gỉ. Và chiếc đồng hồ này được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ thì được bọc vàng, đáy được làm từ thép và một cái nền mặt trắng zin trải tia bắt sáng rất là tốt, với một cái dial thiết kế rất là đơn giản tinh tế. Có một vị trí lịch ở vị trí góc 3 giờ và bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Các cọc số nổi và có bốn chân càng rất là dài, lên tay phải nói nó ôm tay và nó làm tôn lên cái dáng đồng hồ rất là lớn anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này có cái nước thép của đáy còn rất là mới, zin nguyên bản anh em nhé. Chiếc đồng hồ này giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em chơi sưu tầm anh em ạ. Độ mỏng hoàn hảo. Và những cái chiếc này anh em nào công sở đeo lên tay phải nói là kết hợp những cái bộ quần âu áo sơ mi đi mặc những cái bộ quần áo đấy và đi ô tô và diện làm công sở rất là trang nhã và lịch sự. Và những chiếc đồng hồ cổ này giá cũng không hề đắt để tất cả các anh em giao lưu. Đấy, nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu rất là tuyệt vời anh em ạ. Em quay tổng thể cận cảnh của chiếc đồng hồ Huotana này. Và anh em nào mà yêu thích, giá rất là hợp lý. Anh em thấy không, một cái bộ máy còn rất là mới và sáng, chạy rất là chuẩn xác anh em nhé. Size mặt là size 34mm, chuẩn size vintage xưa. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Chiếc đồng hồ này rất là ôm tay anh em ạ. Đấy, anh em thấy không, mang những cái nét vintage xưa rất là đẹp. Và
anh em nào yêu thích cái chiếc Hutana này, cái thương hiệu này cũng rất là ít tại thị trường Việt Nam, nên là anh em nào mua sưu tập trong bộ sưu tập của mình thì hãy nhanh tay. Và chiếc đồng hồ này em giao nêu là 4.100.000 đồng. Và một thương hiệu rất là nổi tiếng đến từ Thụy Sĩ nữa, đó chính là một cái thương hiệu Enika. Và trước mắt anh em là một chiếc Enika được sản xuất vào những năm 1960, khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép kim dị. Và chiếc đồng hồ này thì nó chạy với bộ máy tự động anh em nhé. Bộ máy tự động còn rất là mới, màu vàng, tí nữa em sẽ show cho anh em. Và chiếc đồng hồ này có size mặt là size 35.5mm, với cái nền mặt là nền mặt trắng, trải tia bắt sáng rất là tốt anh em ạ. Chiếc đồng hồ này thì có một vị trí nghịch góc 3 giờ rất là tiện lợi cho anh em sử dụng anh em ạ. Và anh em thấy không, cái nước mặt trắng zin trải tia bắt sáng rất là tốt, lấp lánh ở dưới ánh điện anh em ạ. Những cái chiếc đồng hồ cổ vintage này đến bây giờ đã 60 tuổi rồi mà nó còn đẹp và nó chạy gần như là chuẩn xác anh em ạ. Khung vỏ bọc vàng còn rất là đẹp anh em nhé. Size 35.5mm nữa, một cái dáng và một cái size cũng rất là lớn trong dòng size vintage xưa. Và anh em nào mà mua sở hữu những cái phiên bản đồng hồ này thì cũng rất là giá trị. Và chiếc Enika này là một phiên bản cá heo anh em ạ. Ở nắp đáy của nó còn rất là mới và có cái logo cá heo. Và tổng thể chiếc đồng hồ này zin mộc nguyên bản anh em nhé. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu nâu, rất là vintage. Và anh em thấy không, size mặt cũng như là tổng thể chiếc đồng hồ này lên tay cũng rất là nhã nhặn. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy tự động được bọc vàng anh em nhé. Chiếc đồng hồ phải nói là bộ máy rất là mới và hoạt động rất là chuẩn xác. Và em xin tiến hành lên tay để tất cả các anh em cùng xem chiếc Enika, một phiên bản Enika cái heo rất là giá trị. Và giá của nó rất là hợp lý, chạy với bộ máy tự động anh em nhé. Và chiếc Enika này em đang giao lưu là 4.800.000 đồng. Và anh em nào mà chưa có thương hiệu này trong bộ sưu tập thì hãy nhanh tay sở hữu anh em ạ. Và trước mắt anh em là một trong những cái thương hiệu Thụy Sĩ rất là nổi tiếng, mang thương hiệu Vest Ranja. Chiếc đồng hồ này thì có một cái nước mặt mỡ gà rất là sáng sủa và nó bắt sáng rất là tốt. Chiếc đồng hồ này thì có thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất là khung vỏ được bọc vàng, đáy được làm từ thép kim dị. Và chiếc đồng hồ này chạy với bộ máy lên dây được sản xuất vào những năm 1960. Và đi sâu vào cái phần nền mặt là một trong những cái nền mặt vàng mỡ gà zin, có một vị trí lịch góc 3 giờ và các cọc số là các cọc số nổi và bộ ba kim còn rất là mới anh em thấy không. Một cái nền mặt mới tinh, gần như là không có nét thời gian hiện hữu trên một cái chiếc đồng hồ Thụy Sĩ này. Khung vỏ bọc vàng và đáy được làm từ thép kim dị còn rất là mới anh em ạ. Và nước thép của chiếc đồng hồ này thì nó bóng bẩy và sáng, nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen từ bên nước ngoài về anh em nhé. Size mặt là size 34mm, rất là chuẩn size vintage xưa. Và chiếc đồng hồ này thì em lên tay để tất cả các anh em cùng xem. Giá cũng rất là hợp lý cho tất cả các anh em chơi và sưu tầm. Size 34 lên tay, mặt vàng, nhìn nó rất là thương da anh em ạ. Và anh em nào yêu thích, giá em ra nêu là 4.200.000 đồng. Và vừa rồi em có gửi đến tất cả các anh em một lô đồng hồ gồm có 6 chiếc. Và đây là 6 mẫu sản phẩm Thụy Sĩ rất là giá trị và giá cũng rất là hợp lý để tất cả các anh em cùng sưu tầm. Và anh em nào mà chưa đăng ký kênh của em thì hãy nhanh tay đăng ký để mỗi khi em ra video mới để anh em xem được những mẫu đồng hồ giá trị, giá cũng rất là hợp lý. Và anh em nào muốn sở hữu chiếc đồng hồ này thì hãy nhanh tay gọi điện để chốt được những cái chiếc đồng hồ này sớm nhất. Và em xin chân thành cảm ơn tất cả các anh em.